Cô chào cả lớp. Cô giới thiệu các con một đề thi học sinh giỏi toán của năm học 2023-2024, tức là khi các con đang học lớp 6 đấy. Và bây giờ là chúng ta nhìn vào đề này thì chúng ta thấy rằng là câu số 1 là các con đã làm được trọn vẹn câu số 2. Như vậy 4 điểm rưỡi, câu số 2 3 điểm rưỡi là 8 điểm các con cũng đã có thể làm được trọn vẹn. Câu số 4 con đọc, cô đọc qua đề ấy, thì là câu số 4 là 4 điểm này thì các con đã làm được câu số A và câu B rồi. Thì được khoảng 3 điểm nữa là 11 điểm. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thử bắt tay vào làm xem thử là chúng ta được bao nhiêu điểm trong những phần mà chúng ta đã học các con nhé. Giờ chúng ta sẽ chữa câu A. Câu A cô mời bạn nào. Băng ơi con chữa câu A nhỉ? Ngọc Trà đâu mà cô không nhìn thấy con nhỉ? Băng ơi câu A làm thế nào con nhỉ? Là em thưa cô, A bằng 2 mũ 12 nhân với đóng mở Nhân với gì? 13 cộng 65. À, 2 mũ 12. Ngọc Trà sao tắt cam thế nhỉ? Nhân mở ngoặc 13 cộng 65 rồi. 2 mũ 10 nhân 104 đúng không nào? Cộng với bên này con đặt thừa số nào ra ngoài? Em với 3 mũ 10 nhân với đóng mở ngoặc 11 cộng 5. À rồi. Câu này khá là dễ nhỉ. Rồi. Ngọc Trà ơi con làm tiếp nào. Ngọc Trà. Con làm tiếp nào. Nhân 11 cộng 5 cộng Trên. 3 thì chỉ nhân 10 chẳng hạn. Nào rút gọn cho cô nào. A bằng. Tiếp tục. A bằng. Tăng 2 mũ 10 nhân 2 mũ 2 Rồi. nhân chung 6 nhân 13. À, ở đây là con biến đổi ở đây là thành là 78 là bằng 6 nhân 13 tách luôn hả? 6 nhân 13 rồi. Không, Cần. 10 nhân 13 nhân 8. À, 2 mũ 10 nhân 13 nhân 8 rồi. Cộng với Không, 3 mũ 10 3 mũ 9 nhân với 3 nhân 16. nhân 16. Nhân 16. 3 mũ Rồi. 16. Bằng. Băng Bằng bao nhiêu con? ba À, bằng 3. Kết quả bằng 3 hả? câu với ba bằng sáu À, cộng với 3 bằng 6. Rồi. Cảnh Tùng ơi, con đồng ý với bạn không? cho có. Ừ, chúng ta xem bạn làm thế nào mà bằng 3 được nhé. Chúng ta xem này. À, chỗ này là 2 mũ 12 thì tách thành 2 mũ 10 cộng 2 thì đúng rồi. 65 cộng với 13 là bằng 78 thì bằng 6 nhân 13 đúng rồi. Đấy, 104 thì tách thành 13 nhân 8 đúng rồi. Và bên này 3 mũ 10 thì tách thành 3 mũ 9 nhân 3 đúng rồi. Vậy chúng ta rút gọn 2 mũ 10 cho 2 mũ 10. 13 cho 13. 2 mũ 2 là bằng 4, 4, 6, 24, 24 chia 8 được 3. Rồi. Như vậy là cô thấy là bao nhiêu bạn làm câu A cho kết quả bằng 6. Các con giơ tay lên nhé. Cô thấy rất nhiều bạn là gửi kết quả cho cô bằng 6 ở trong câu A này này. Rồi. Xem nào. Cường ơi con làm được không? Cô em Được có không? À, rồi. Ngọc Trà sao không thấy giơ tay? Hoàng Trúc không thấy giơ tay. Hoàng Hải thì gửi kết quả bằng 3 đúng rồi. Con giơ tay lên. Rồi câu B nhá. Câu B con làm câu B luôn cho cô Cảnh Tùng nào. Bằng gì con đấy? Đúng rồi, con bây giờ mình mới giơ tay này. 1 trừ đi bao nhiêu con? một trừ đi một phân bảy Ừ. công Cộng với
Xong rồi một phân bốn chín tương một phân 344 À, 343, 344 á. 300 bộ 343 Rồi. và tiếng đồng hoặc một ôn À, căn bậc hai số học của 64 là bằng bao nhiêu con nhỉ? tạm À đúng rồi, tốt. 8. tạm phân hai 8 phần 2 là bằng bao nhiêu luôn? À bằng 4 luôn. Vừa nãy con đọc 4 đúng không? đa À, được 4 được. Trừ đi. bốn phân bảy cộng bốn chín cộng bốn phân bốn chín trừ bốn phân ba ba bốn ba Ừ, rồi đến đây con làm gì? ra căn chỉ lên đến đó Con chỉ mới làm được đến đây đúng không? yeah. Ờ, rồi. Thiên Hương ơi, đến đây con làm gì? Con quy đồng à? Em cô là em phá hoặc Con phá ngoặc, làm sao phá được phép chia, làm sao phá ngoặc được nhỉ? Ừ, bạn nào biết đến đây ta làm gì nào? Mạnh Cường ơi, đến đây con làm gì? em vẫn chưa nghĩ ra. À, chưa nghĩ ra. Rồi, để cho người nghĩ ra có ý kiến xem nào. Mời bạn Hải ơi, đến đây con làm gì? Con quy đồng lên à? Em thưa cô, đến đây em sẽ Con làm gì? Con làm nào? Con nói thôi. Quy đồng em lên thưa hả? cô đến đây. Em thưa cô là em tách em biến đổi 47 thành 7 mũ 1, 49 thành 7 mũ 2, 343 thành 7 mũ 3. À rồi rồi. À, cái chỗ mà và 7 này, căn bậc 2 số học của 7 tất cả mũ 2 ấy. Chỗ này thì chắc là nhiều bạn biết rồi, nhưng có một số bạn không biết thì ta sẽ biến đổi thành 7 mũ 2 nhân căn bậc 2 số học của 7 tất cả mũ 2, tức là bằng 49 nhân 7 đấy nhá. Rồi Hoàng Long gửi kết quả đây rồi, đúng. Ô. À đúng rồi, đúng rồi. Rồi rồi rồi, cô hiểu rồi. Câu C đúng rồi Long nhá. Bây giờ câu B là Long gửi, cô cũng hoàn toàn đồng ý với cách làm câu B của Long, rất thông minh. Thảo Nhi ơi, con làm câu B như nào? Con dĩ nhiên đến 1/2 thì con phải bằng 1 - 1/7 cộng với 1/7 mũ 2 - 1/7 mũ 3 chia cho nó đóng mở hoặc để 4 ra ngoài, ở trong còn 1 - 1/7 cộng với 1/7 mũ 2 - 1/7 mũ 3. Cô hiểu ý con rồi, thì có cần gì phải 73, con cứ để thế thôi, cũng không cần về biến đổi, để nguyên dấu ngoặc thứ nhất, còn ngoặc thứ hai chúng ta đặt thừa số 4 ra ngoài đúng không nào? 1 trừ 1/7 rồi cộng với 1/49 trừ đi 1/4 343. Nào đọc tiếp Cường. Em thưa cô là chia cho 4 nhân mở ngoặc 1 trừ 1 phần 7 cộng 1 phần 49 trừ 1 phần 343. À, và cho kết quả bao nhiêu con? 4 ạ. À, ở 4 á? Bằng 4 á? Sao lại bằng 4? Số chia nằm ở đâu mà lại bằng 4? Sao thế nhỉ? Sao lại bằng 4 được? Cường ơi, số chia nằm trước số 4 mà. Như vậy số 4 này vẫn là thừa số. Đúng nào, 1/4 số 4 là không? này vẫn là thừa số của số bị chia mà, chúng ta phải đặt ngoặc ở đây nhá. Như vậy kết quả của chúng ta là bằng bao nhiêu Cường? 1/4. À bằng 1/4. Con lưu ý ở chỗ này chúng ta phải đặt dấu ngoặc nhá, còn nếu bạn nào không đặt dấu ngoặc
thì chúng ta sẽ phải thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Mà thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải thì chúng ta lại chia 4 rồi, chúng ta lại phải nhân với ngoặc này là các con bị sai nhá. Rất lưu ý giúp cô là cần dấu ngoặc vuông ở đó nhá. Không có là sai toang cả bài đấy. Hoàng Long quên mất chỗ dấu ngoặc đấy con này. Đúng không nào? Chỗ này rất cần là dấu ngoặc vuông, bởi vì nếu chúng ta không bỏ ngoặc vuông thì chúng ta chia cho 4 rồi chúng ta lại nhân với cái ngoặc này là thành ra là không thể mà bằng 1 phần 4 được. Con lưu ý giúp cô chỗ đó 1 phần 4. Câu B. Bây giờ đến câu C nào. Câu C chúng ta làm thế nào? Bao nhiêu bạn làm được câu C? Các con giơ tay lên giúp cô nhá. Có bạn Duyên, bạn Hải, bạn Nhi, bạn Long làm câu C nào. Đi, bạn Hải bỏ tay xuống mất rồi, Hải chưa nghĩ ra được làm câu C rồi. Trà chưa nghĩ ra hướng làm câu C. Rồi cô mời Thiên Hương, con nghĩ ra hướng làm câu C chưa? Nhưng cô là chưa. À rồi, mời Duyên nào, câu C nào. Nhóm đặt A bằng 1/2 × 7 cộng 5/2 × 13 cộng với 3/13 × 4 cộng với 5/4 × 21 cộng với 3/21 × 6. Nào con đọc chậm thôi, cô chưa lót được con đọc gì đấy. Nào đặt A bằng, A bằng 1/2 × 3, 2 × 7. 2 x 7 ở đâu ra nhỉ? À đây rồi, 2 x 7 đây rồi, tức là bỏ hai cái phân số đầu tiên ra đúng không, Đó. cộng với năm Với trên 5/2 × 13 ừ cộng với 3/13 × 4 ừ với 4/21 ừ cộng với 3/21 × 26 21 × 6. ừ rồi con làm gì? Con nhân với 1/4 ở dưới. À con nhân vào 1/4 vào dưới, rồi rồi đúng rồi, nhân 1/4 vào dưới là hợp lý rồi đấy, tức là ta có 1/4 nhân a bằng đúng không. Thảo Nhi ơi, cách làm của con giống Duyên không? Con hơn cô là có. Giống luôn à? À không, của con lại đặt cả 4 ra ngoài nữa cơ ạ. À, thế thì con có làm bắt đầu từ phân số 1/3 không? Hay là con cũng làm bắt đầu từ phân số 1/2 × 7 giống như bạn Duyên đây? Của con là làm từ 1/3. Ừ. Duyên ơi, bạn là Long với bạn Nhi làm từ bắt đầu từ đầu luôn ý. Thì cô thấy hợp lý hơn, thế nhanh hơn con một tí xíu đấy. Con xem nhá, cách hai này, bạn Nhi, bạn Long gửi bài chi tiết rồi Nhi nào, con bắt đầu làm như nào? Con làm 1/4 c hay là c bằng? C bằng 4 nhân À con đặt 4 ra ngoài đúng không, vừa. Vâng. 1 trên gì, 3 nhân 4 1 trên 3 x 4 cộng với bằng 3 4. nhân 7 À, 3/4 x 7. cộng với 1/7 × 8 7 x 8. cộng với 5/8 × 13 À, rồi. cộng với 3/13 × 16 cộng với 5/16 × 21 và cộng với 3/21 × 24. À 21 x 24, rồi cô cảm ơn con. Nào cô hỏi một bạn xem con hiểu được bạn biến đổi như này không. Mời bạn Thiên Hương ơi, con hiểu bạn biến đổi như này không? Nghe cô là có ạ. À giỏi, tốt quá. Cảnh Tùng con hiểu không? À ở đây á là bạn đã nhân cả tử và mẫu của từng phân số với cùng số nào đây Cảnh Tùng? À nhân với số 4 và tất cả các tử số đều có thừa số 4. Do chúng ta nhân vào cho nên bạn đặt thừa số 4 ra ngoài luôn. Đấy, còn ở dưới mẫu 3 x 4 là được 3 x 4 ở đây. 7 thì lấy 4 x 7.
2 nhân 7 thì chúng ta sẽ nhân 2 với 7 á, thì được 2 với 4. À, 3 nhân 4 này, rồi là 7 thì một lấy 4 nhân 7 này. Còn 2 mẫu 2 nhân 7 thì lấy 2 nhân 4 là được 8. Như vậy được 8 nhân 7, hay ta viết theo thứ tự tăng lên thì ta thành 7 nhân 18. Tương tự như vậy, 4 nhân 2 là được 8, 8 nhân 13. 13 nhân 4 thì thành 13 nhân 4 nhân 4 là được 16. Như thế nào? Bây giờ bạn Băng sẽ làm tiếp cho cô, C bằng gì? Là em thưa cô, C bằng 4 nhân với mở ngoặc 1 phần 3 trừ 1 phần 4 cộng 1 phần 4 trừ 1 phần 7 Tốt, đến đây thì 1 làm phần được cả 7 rồi. trừ 1 phần 8. Cộng Cộng 1 1 phần phần 8 trừ 1 phần 13 cộng 1 phần 13 trừ 1 phần 16 cộng 1 phần 16 trừ 1 phần 21 cộng 1 phần 21 trừ 1 phần 24. Đúng rồi, rất là tốt. Đấy. Giỏi rồi. Nào, bây giờ con làm tiếp giúp cho cô nhá. Cảnh Tùng đi. C bằng 4 nhân với. Nhân với mừng hoặc một phân ba trừ một phân hai tới. Đúng rồi, quy đồng lên giúp cô. Bằng bốn nhân mừng Các con phải ghi bài vào đấy nhá. Ghi bài đầy đủ vào. một phân hai tới trừ một phân hai tới Là bằng bao nhiêu? bảy phân hai tới. Đúng rồi. Và rút gọn đi thì bằng bao nhiêu? Rút gọn 4 cho 24 đi bằng bao nhiêu con? Bảy phân sáu. À, 7 phần 6. Duyên ơi, cô hỏi con này, con thấy ngắn hơn không? À, ngắn hơn một đoạn đúng không nào? Đấy rồi, rồi 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 không sao hết. Rồi chúng ta sẽ sang bài 2. Rất nhiều bạn cho kết quả câu A rồi nhưng mà một số bạn không nhớ đấy. Câu A nào, cô mời bạn nào. Hoàng Hải ơi, con trình bày câu A nhé. Em thưa cô, x cộng 4 phân 2020 cộng x cộng 3 phân 2021 thì bằng x cộng 2 phân 2022 cộng x cộng 1 phân 2023. Suy ra x cộng 4 phân 2020 cộng 1 cộng x cộng 3 phân 2021 cộng 1. Rồi, con dừng lại, dừng lại. Rồi, cô cảm ơn con đúng hướng rồi. Bây giờ cô sẽ hỏi một bạn khác xem con làm như thế rồi bạn đấy có làm được nữa hay không nhá. Cô cảm ơn con. Nào, con sẽ làm tiếp ý tiếp theo giúp cô nhá. Mời bạn gọi bạn nào đây nhỉ? Mời bạn trà đã làm rồi. Mời Cảnh Tùng nào. Tùng ơi, con biết làm tiếp không? Cường ơi, con làm tiếp không? Em thưa cô là mở ngoặc x cộng 2 cộng 1 à, x cộng 2 phần 2022 cộng 1 đóng ngoặc cộng Đúng mở ngoặc x rồi. cộng 1 phần 2023 cộng 1 đóng ngoặc. Đúng rồi, tốt rồi, cô cảm ơn. Cảm ơn con. Hỏi bạn Tùng làm tiếp cho cô nào. Con tính giúp cô trong ngoặc này này. X cộng 4 phần 2020 mà cộng 1 là bằng phân số nào? Con làm được không Tùng nhỉ? Dạ, bằng x x cộng 2 phân 2 số phân 2 phân 20 Đúng rồi. cộng x cộng 2 phân 2 tứ phân 2 phân 22 2021 chứ nhỉ? 2021 bằng x cộng 2 phân 2 tứ phân 2 phân 22 cộng x cộng 2 phân 2 tứ phân 2 phân 23.
Ừ rồi cô cảm ơn. Như vậy lần sau cô vẫn mong muốn con đấy là con hãy suy nghĩ trước mỗi câu hỏi của cô một chút xíu rồi hẵng trả lời. Đằng này thế là cô đặt câu hỏi là con trả lời ngay luôn là thưa cô là con chưa làm được. Đấy, trong khi đó con vẫn làm được đây. Đấy, câu này con làm được đến đây con làm được gọn gàng này tốt rồi. Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo Hiên Hương nhỉ? Bật mic con. Hello cô, là x cộng 2024 phần 2020 cộng x cộng 2024 phần 2021 Mình và sẽ chuyển về con nhỉ, trừ đi. trừ đi x cộng 2024 phần 2022 trừ đi x cộng 2024 phần 2023. Tốt, chuyển về con chuyển cả hai số hạng như thế là tốt. Bằng không con nhỉ? Rồi bây giờ mình sẽ đặt nào ra ngoài, đặt thừa số nào ra ngoài con? Cô thế là thừa số x cộng 2024 phần Đúng 2020. rồi. Không, không, không. Đặt mỗi thừa số này ra ngoài thôi. Trong ngoặc còn lại gì? Trong mặt còn lại là 1 phần 20 2020 chứ. 2020 cộng 1 phần 2021 trừ đi 1 phần 2022 trừ tiếp 1 phần 2023 bằng À, 0. rồi. Đấy, con hiểu bài này đấy. Hương ơi, con cho câu hỏi là trong ngoặc này thì có bao giờ bằng không được không con nhỉ? Trong ngoặc lớn này này. À, 1 phần x, 1 phần 2020 cộng 1 phần 2021 trừ đi 1 phần 2022 trừ 1 phần 2023 có khi nào bằng không được không con nhỉ? Không, 1 phần 2020 thì lớn hơn 1 phần 2022. 1 phần 2021 thì lớn hơn 1 phần 2023. Cho nên là trong ngoặc, biểu thức trong ngoặc lớn này nó luôn lớn hơn không ý. Nó không bao giờ bằng không được đâu. Cho nên thừa số x cộng 2024 phải bằng không. Vì 1 phần 2020 cộng 1 phần 2021 trừ 1 phần 2022 trừ 1 phần 2023 khác không con nhá, nó không bao giờ bằng không đâu. Đấy, một tích bằng không khi một trong hai thừa số bằng không, mà ta đã khẳng định là thừa số thứ hai luôn khác không rồi, nên suy ra thừa số thứ nhất khác không. Vậy x sẽ bằng bao nhiêu Hương nhỉ? Em được cô là vậy x sẽ bằng X cộng 2024 bằng không nên x bằng bao nhiêu? bằng 2024 à, x Không bằng x bằng âm âm chứ. 2024. Ừ, âm 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 nhá, không trừ đi là âm con nhá. Rồi. Rồi. Câu A nhá. Câu B là cô thấy bạn Thảo Nhi gửi kết quả rồi. Duyên ơi, con xong câu B chưa nhỉ? Duyên. Xong câu Con B chưa chưa? ạ? Chưa. Chưa, cô B chưa xong hả? À, Long ơi, cô B xong kết quả chưa? Con chưa. Thì hôm nay các con là bị thua bạn Nhi mất hai bàn luôn rồi. So easy luôn, đấy là các con không phát hiện ra thôi. Nếu mà con quan sát kỹ, con có một nhận xét là ra ngay luôn. Nào bạn Nhi ơi, con nêu hướng làm giúp cô nhé. Con thân cô là 2x trừ 1 à, trừ 1 phần 6 mũ 2 cộng với căn bậc 3x cộng 12 bé hơn hoặc bằng 0 thì một trong hai số thì sẽ bé hơn hoặc bằng 0. Sao lại Chị... một trong hai số bé hơn được bằng không? Phải cả hai số này chứ nhỉ? Ta có x trừ đi một, tức là con hiểu nhưng con diễn đạt chưa được ấy. X trừ đi một, 2x trừ đi 1 phần 6 tất cả mũ 2. Con có nhận xét gì về biểu thức này?
Đây là một bình phương đúng không? Nó lớn Nên hơn con có thể khẳng định là nó luôn lớn hơn hoặc bằng không. Rồi, căn bậc 2 của 3y bằng cộng 12. lớn hơn Đây không là căn bậc 2 số học cho nên cũng như thế nào? Luôn lớn lớn hơn hơn là bằng không. Lớn hơn là bằng không đúng không? Vậy thì không dấu bằng xảy ra khi nào? Đấy, suy ra. Để 2x trừ 1 phần 6 tất cả mũ 2 cộng với căn bậc 2 số học của 3y cộng 12 bé thuộc bằng không thì có duy nhất một trường hợp xảy ra là gì con nhỉ? Thì suy ra điều gì đây? thì hai trừ 1/6 mũ 2 bé hơn bằng không và căn bậc 3x cộng 12 bé hơn bằng không. Ừ, không, nó bằng không luôn ý. Thì cả hai cái này đều phải bằng không thôi. Chứ nó không bé hơn không đâu. 2x trừ đi 1 phần 6 bằng với 3y cộng với 12 là phải bằng không. Chỉ có duy nhất trường hợp này xảy ra thôi. Không còn trường hợp nào nữa đâu. Đúng không nào? Thì hoặc là mình lấy cái bình phương cũng được. Rồi xong mình suy ra. Lấy cái bình phương đi. Tức là lấy nguyên đề bài, phần của đề bài đấy. Cô giảng lại một lần nữa nhá. Như vậy là sau khi con nói thì là bạn bạn Long và bạn Duyên cũng nhìn thấy luôn. Chúng ta thấy rằng là do là 2x trừ 1 phần 6 tất cả bình phương luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không này. Căn bậc 2 số học của 3y cộng 12 cũng luôn luôn lớn bằng không. Mà người ta bảo là tìm x, y biết rằng là tổng này là bé thu hoặc bằng không. Như vậy chỉ có duy nhất một trường hợp xảy ra đấy là tổng bằng không thôi. Chỉ có trường hợp xảy ra bằng không thôi. Mà muốn xảy ra bằng không thì cả hai số hạng này đều phải bằng không. Từ đấy suy ra 2x trừ 1 phần 6 bằng không. Và đồng thời luôn đấy 3y cộng 12 bằng không. Đấy, từ đây mình ra tìm được x bằng bao nhiêu. 2x bằng x con tìm được bằng bao nhiêu đấy á, và y bằng, tìm giúp cô nhá, tìm giúp cô xem, tìm giúp cô luôn nhá. Bạn nào tìm được rồi thì giơ tay lên, ngoài bạn là ngoài bạn Nhi ra. Băng ơi, con đọc x bằng bao nhiêu con nhỉ? Em cho cô là x bằng 1/12. Đúng rồi. Y bằng bao nhiêu con nhỉ? Dạ, y bằng âm 4 ạ. Y bằng âm 4. Rồi, tốt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm câu C nhá. Tìm x thuộc z. Tìm số nguyên x. Tức là tìm x thuộc z. Để biểu thức P có giá trị là một số nguyên. Bạn nào làm được rồi, con giơ tay. Có ai nhỉ? Thảo Nhi. Thảo Nhi làm đúng rồi. Rồi. Thế là Thảo Nhi biết hướng làm thôi. Còn nữa là Hoàng Hải cũng có hướng làm rồi. Rồi, mời Hoàng Hải nào. Thử nêu hướng làm con. Ta có gì con? Thưa cô là ta có căn bậc x cộng 1 trên căn bậc x trừ 3 Ừ. thì bằng căn bậc x trừ 3 cộng 4 trên căn bậc x trừ 3. Rồi, nhất trí luôn. Giỏi, đấy là biết hướng làm rồi. Nó chỉ là thêm căn bậc 2 số học của x vào thôi. Còn dạng này năm ngoái chúng ta làm rất rất là nhiều rồi, được học rất là nhiều rồi. Đấy, bạn Hải, bạn đã biến đổi thành như thế nào? Bạn đã nghe và có thể nhắc lại giúp cô nào? Nghe bạn Hải biến đổi tử số như thế nào, đọc lại giúp cô nào. Hoàng Long chưa nghe thì phải. Thảo Nhi nghe. Thảo Nhi không biết là nghe rồi hay chưa, nhưng mà Thảo Nhi chắc chắn cũng làm theo hướng đó, vì đấy là hướng làm đúng rồi.
Thì những bạn khác là chưa nghe ra rồi đấy. Không tập trung. Không tập trung này. Bạn ấy biến đổi như thế nào đấy Thảo Nhi nhỉ? Bật mic con. Con cô bạn ấy biến đổi thành căng bật ít cộng. Con cô bạn ấy biến đổi thành căng bật ít. Trừ đi 4, à không, trừ đi 3 cộng với 4 Ừ trên đúng căng rồi. bật ít. Đấy. Trừ đi 3 cộng 4 chính là bằng 1. Và bây giờ chúng ta sẽ biến đổi thành P bằng bằng gì luôn con nhỉ? Con biến đổi thành hai biểu thức cho cô ấy. Là bằng Bằng căn x trừ 3. Trên căn x trừ 3 đúng không? Rồi gì nữa con nhỉ? cộng với 4 trên căn bậc x trừ 3. Rồi cô đồng ý với con. Nào, cô cảm ơn. Tiếp hỏi một bạn khác biến đổi tiếp cho cô. À, học trò ơi, căn x trừ 3 trên căn x trừ 3 là bằng bao nhiêu con nhỉ? Bật mic. Mic bị làm sao rồi đấy. Thì căn x trừ 3 chia căn x trừ 3 bằng bao nhiêu? Em dùng với bằng 1. À, 1 cộng với 4 trên căn x trừ 3. Rồi. Vậy bây giờ để cho biểu thức P có giá trị nguyên thì biểu thức nào phải có giá trị nguyên con nhỉ? Ta ơi. Bốn Chưa được. phân À đúng bốn rồi. phân tính thứ ba Ừ, đúng rồi, 4 phần căn x trừ 3 có giá trị nguyên. 2 căn x trừ 3 là gì của 4? Rồi bạn Cường ơi, suy ra căn x trừ 3 là gì của 4 con nhỉ? cô là gì Khi nào làm thì 4 trên căn x trừ 3 có giá trị nguyên? ở khi bốn chết À đúng cho rồi, 4 chia hết, giỏi lắm. 4 chia hết cho căn x trừ 3, 2 căn x trừ 3 là gì của 4 con, tốt. Là gì trong ấy nhỉ? không có cách nào rồi Quên mất hả? À? Là gì của 4 thiên hương nhỉ? 4 chia hết cho căn x trừ 3 thì căn x trừ 3 là gì của 4 con? nhưng cô thì bốn chia hết cho căn x trừ ba Thì căn x trừ 3 gọi là gì của 4? Quên mất cái tên đấy rồi. Bực ghê luôn nhỉ. Quên mất rồi. Tùng ơi con nhớ không? Bật mic nói nhanh con. Tùng thao tác bật mic lúc nào cũng rất chậm nhé. Tùng ơi bật mic lên xem nào, còn nhớ không? không À, không nhớ thì bật mic lên bảo là không nhớ thôi. Bằng căn x trừ 3 là gì của 4? suy ra căn x trừ 3 là ước của 4 đấy. Ừ là ước của 4 đây. Quên mất đấy. Ước của 4 trong tập hợp số nguyên thì 4 có bao nhiêu ước bên bạn bạn là băng nhỉ? Nè, em nói cô là một không Ờ. nhận bốn. 1 2 4. Trong tập hợp số nguyên mà. Là âm 1, âm 2 và âm 4 nữa. Đúng rồi. 1 âm 1. 2 âm 2, 4 âm 4. Bây giờ chúng ta kẻ bảng hoặc là chúng ta giải ra giúp cô xem ta xem được bao nhiêu giá trị của x nhá. Chúng ta kẻ bảng hay là chúng ta tính từng trường hợp cũng được. Nào, trường hợp 1 căn x bằng bao nhiêu đây? Mời Thảo Nhi. Thảo Nhi đi đâu ấy? Con nâng cột trường hợp 1 căn x bằng 10 căn x bằng X bằng bao nhiêu? Sao lâu thế? con Nào thực mời mời nhanh 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 một bạn nhanh thao tác nhanh một chút xíu cho cô nhé, phần này đơn con giản cô mà. là bằng
x bằng bao nhiêu? hai Bạn Duyên nào, sao đến đấy căn thì x bị bằng 16, 16 căn x bằng 4, x phải bằng căn 16 x bằng chứ. 16. X bằng 16, không con đọc sai. Căn bậc hai số học của x bằng 4 thì x phải bằng 16 chứ. Rồi. Nào, căn bậc hai số học của x này bằng 4 này. Thì bây giờ muốn tìm x ta phải bình phương lên chứ. Bằng 4 bình phương là bằng 16 chứ, làm sao lại bằng 2 được? Đang nhầm chỗ đấy nào. Duyên ơi con làm tiếp. Căn x Cô căn x trừ 3 bằng âm 1 thì căn x bằng 2. x bằng 2, x bằng bao nhiêu? X bằng 4 rồi. Căn x trừ 3 bằng 2. thì x bằng âm 1. Căn x bằng không, 2 mà. Thì X x bằng bằng. Rồi. Tiếp. căn x trừ 3 bằng 2 thì âm 2 thì x bằng 1. Căn x bằng 1 thì Rồi. Tiếp. x trừ 3 bằng 4 thì căn x bằng 7. Rồi. X bằng 9. 49 rồi. Căn x trừ 3 bằng âm 4 thì x bằng âm 1. Căn x bằng âm 1. Âm 1. X bằng 1. Thì x bằng 1 á. Thế thì con sai rồi. Nào, bây giờ căn x bằng âm 1 nào. Căn x bằng âm 1. Mời bạn Long nào, căn x bằng âm 1 thì như thế nào? Con căn x bằng âm 1 thì x bằng âm 1. Sai. Hoàng Hải ơi, căn x bằng âm 1 thì như thế nào? Em thưa cô, căn x bằng âm 1 khi suy ra Không ai nhớ cái này hết luôn. Vớ vẩn thật này, hư thật này. Nào, Mận Duyên thử nói, cho Duyên nói lại xem nào. Mạnh bằng Cường một ạ. bằng 1, Mạnh Cường Đưa cô bằng một ạ. bằng 1, Long Bằng một. bằng 1, Thảo Nhi. Con thân cô là không có. Còn vì sao? Tại vì làm gì có căn bậc hai. Đấy, làm gì có căn bậc hai số học của số nào lại ra số âm? Làm gì có, quên hết rồi. Làm gì có căn bậc hai số học của số nào lại cho số âm? Chết, sửa ngay vào ngay cho tôi. Vậy x thuộc, x chỉ nhận các giá trị một, quên hết rồi, lâu ngày không học, trả hết cho cô rồi. Kết luận bằng 4 bằng 1 với âm 1 như đúng rồi luôn, thật sự luôn. Chiếu bài vào. Nhớ nhá, không có căn bậc hai số học của số âm là cái thứ nhất, cái thứ hai không có căn bậc hai số học của số nào mà cho kết quả lại ra số âm cả. Chúng ta sẽ chữa câu A. À, mời Thiên Hương ơi. Phép tính đầu tiên của con là gì? Các con tập trung nghe bạn chữa bài nhé. Bài này hơi nhiều phép tính nên chú ý vào quan sát từng phép tính một cho cô. Em thưa cô, đầu tiên em sẽ đổi 36 tháng thành 35 ạ. À, rồi. Xong rồi thì tính tiền lãi vào năm thứ nhất là 100 nhân với lại 8% sẽ bằng 8 triệu. Xong một Và tiếng như thế tính tiền cả gốc và lãi cho cô đi, tính tính gộp tiền luôn được không? cô xong tính lãi năm thứ hai sẽ là 100 cộng 8 tất cả nhân cho 8% bằng 8,64 triệu. Xong tính tiền lãi vào năm thứ ba là 100 cộng 8 bằng 8,64 tất cả nhân cho 8% sẽ bằng 9,3312 triệu. Sau À, rồi cô hiểu ý con rồi, rồi. Tức là con chỉ tính tiền lãi không, đúng không? đó À, 36 tháng là bằng 3 năm này. Rồi.
Rồi tiền lãi. Tiền lãi năm thứ nhất. À, tiền lãi nhận được của năm thứ nhất này. Sau năm thứ nhất này. Con tính đọc lại phép tính. Phép tính là 108% bằng 8 triệu. 100 nhân 8%. Con tính là đơn vị triệu đồng luôn đúng không? Nhân với 8% là bằng 8, đơn vị là triệu đồng. Rồi. Xong tính tiền lãi vào năm thứ hai. Tiền lãi sau năm thứ hai. Tiền lãi nhận được năm thứ hai. Rồi con đọc giúp cô phép tính. 100 cộng 8 tất cả nhân cho 8% bằng 8,64 Bằng 8,64 triệu. Rồi. triệu. Tính tiền lãi vào năm thứ ba. À rồi. Như vậy con cũng làm 4 phép tính. Rồi. Năm thứ ba là Đó là 100 cộng 8 cộng 8,64 tất đóng hàng hóa tất cả nhân cho 8% ừ bằng 9,3312 triệu. bằng bao nhiêu? 3312. 312, đơn vị là triệu đồng đúng không? Rồi và Sao? cuối cùng Cuối cùng sẽ là sau 36 tháng số tiền cả gốc lẫn lãi thu được là 100 cộng 8 cộng 8,64 cộng 9,3312. có nhiều cách tính nhưng mà chúng ta quan sát xem cách tính này được không? Sẽ là 100 cộng 8 cộng 8,64 cộng với lại 9,3312 bằng 125,9712 triệu ạ. 100 bao nhiêu? 25,9712 ạ. Đơn vị là triệu đồng. Nhận xét giúp cô là bạn ấy tính như thế. Theo con các bước như thế đúng chưa? Nhận xét cho cô Cường ơi, con tính kết quả đúng rồi. Con nhận xét giúp cô là cách làm của con và những với của bạn đấy. Thưa cô là bạn thì là Biết. bạn là bạn làm đúng rồi, nhưng mà theo em thì em không đổi ra thành đơn vị là triệu đồng. À con để đơn vị đồng đúng không? Rồi, Vâng. rồi, rồi Long ơi. Kết quả con giống bạn không? Nhớ giống. Rồi. Duyên ơi, con tính kiểu gì mà bị nhầm thế? Con đồng ý với bài làm của bạn không? Ờ, đấy con bị nhầm nhé. Gửi kết quả đây là chỉ có bạn Hương đúng là một này. Bạn Cường đúng là hai này, bạn Hải đúng là ba này, Thảo Nhi là bốn thôi, còn nữa có kết quả nhưng bị nhầm ấy. Rồi bây giờ câu B, cô sẽ gợi ý câu B cho các con nhé. Câu B các con sẽ, cô nghĩ có ai làm được câu B không, giơ tay cô xem nào. Đấy câu B cô cần phải gợi ý bởi vì số chính phương các con đang học rất đơn giản thôi, còn bài này nó khá là phức tạp. Cô gợi ý một số tính chất của số chính phương nhé. Bây giờ con có nhận xét gì về hai số x và 2x cộng 1 con nhìn ra được? Trong hai số này có một số con nhận dạng được nó hay không? Có bạn nào biết nào? À có hai bạn giơ tay nào. Ô ba bạn đâu nhiều nhỉ? Nó cô mời Hồng Duyên nào. Còn một số nữa. À, đúng rồi, 2 cộng 1 là số chính phương lẻ, rất là tốt, chính xác rồi. Vậy bây giờ cô sẽ cung cấp kiến thức cho các con về tính chất của số chính phương liên quan đến bài này thôi, còn hôm sau chúng ta sẽ học một chuyên đề số chính phương lẻ.
số chính phương lẻ chia 8 dư bao nhiêu? Các con suy nghĩ nhá. Rồi, và số chính phương khi chia 3 thì dư là bao nhiêu? Một số chính phương khi chia 3 thì số dư có thể là bao nhiêu? Đây là hai kiến thức chúng ta áp dụng vào bài này để làm này. À, mời bạn Long nào. Nhớ thưa cô là chia 8 dư 1, chia 3 dư 0 hoặc 1. À, rất giỏi, số chính phương chia 3 thì dư 0 hoặc 1, giỏi lắm. Rồi, số chính phương lẻ chia 8 dư bao nhiêu? Mời Thảo Nhi. Con đơn cô dư 1 ạ. Đúng rồi. Đấy. Đây là hai mấu chốt để chúng ta vận dụng vào những làm bài này. Thì trong ba con bạn nào làm được bài thì con để tay thế. Và chưa làm được thì bỏ tay xuống. À, cả Thảo Nhi và Long. À, Long, mời Long nào. Dạ. Ừ, con trình bày bài B luôn nhé. Yeah. Dạ. Yeah. Ừ. Ta có 2x cộng 1 là số chính phương lẻ. Suy ra 2x cộng 1 chia 8 dư 1. Ờ. Suy ra 2x chia hết cho 8 thì ra x chia hết cho 4. Nên 2x cộng 1 chia 8 dư 1. Vì số chính phương lẻ chia 8 dư 1 ở đây rồi. Suy ra 2x chia hết cho 8. 2x chia hết cho bao nhiêu con? Dạ, x chia hết cho 4. Đúng rồi, ta ký hiệu đây là 1. Rồi, tiếp. Ừ. X cộng 1 trong ngoặc cộng 2x cộng 1 trong ngoặc bằng 3x cộng 2. À rồi, được rồi, đến đây là tốt rồi. Rồi, đến đây cô cảm ơn con. 3x cộng 2 chia 3 dư bao nhiêu đây? Mời Thảo Nhi. Nhớ 3x cộng 2 cô chia chia 3 ba dư bao dư nhiêu? hai dư Ờ đúng rồi. Chia 3 dư 2. Mà số chính phương chia 3 chỉ có thể là dư 0 hoặc 1. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ nhận định, cô xóa phần này để chữa tiếp phía bên dưới nhá. Nào, bây giờ chúng ta nhận định nhá. 3x cộng 2 chia 3 dư 2 mà 3x cộng 2 là tổng của hai số chính phương. Vậy suy ra này, ta nói này, 3x cộng 2 chia 3 dư 2 này. 3x cộng 2 là tổng của hai số chính phương, mà số chính phương chia 3 thì chỉ có thể dư 0 hoặc 1. Vậy suy ra cả x cộng 1 và 2x cộng 1 chia 3 dư bao nhiêu? X cộng 1 chia 3 dư bao nhiêu? Dư 0 được không? Mời bạn Duyên nhỉ? Nó có thể dư 0 không nhỉ? Duyên đâu rồi? Là không. À không, bởi vì nếu x cộng 1 mà chia 3 dư 0 thì suy ra 2x cộng 1 phải chia 3 là dư 2. Thì lúc đó tổng mới chia 3 dư 2 được, nhưng mà số chính phương thì không thể chia 3 dư 2 được. Suy ra x cộng 1 và 2x cộng 1 chia 3 đều có số dư là bao nhiêu Duyên nhỉ? Không còn là một ạ. À đều dư 1. Mà x cộng 1 chia 3 dư 1 nên suy ra x như thế nào? Là thiết chế là ba. À suy ra x chia hết cho 3. Ký hiệu là 2. Con chú ý này, 1 ta có x chia hết cho 4. 2 ta có x chia hết cho 3. Mà 3 và 4 là hai số nguyên tố cùng nhau. Từ 1 này, 2 này. Suy ra x
chia hết cho 3 nhân 4. Hay x chia hết cho 12. Và chúng ta bắt buộc phải giải thích ở đây, vì 3 và 4 nguyên tố cùng nhau thì lúc đó nó mới có tính chất này. X chia hết cho 4, x chia hết cho 3 thì suy ra x chia hết cho tích 3 nhân 4. Với điều kiện là hai số này x chia hết cho A, x chia hết cho B, AB nguyên tố cùng nhau. Thì từ đây chúng ta suy ra x chia hết cho tích A nhân B, các con nhé, đây là tính chất chia hết. Đấy, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được mục tiêu là làm các cái phần mà chúng ta đã học. Còn cái bài giá trị tuyệt đối đấy, nó lại phần bên dưới, nó lại có liên quan đến một chút của tỷ lệ thức mà chúng ta chưa học phần tỷ lệ thức. Vậy thì buổi học hôm nay chúng ta đã hoàn thành được mục tiêu rồi. Bây giờ chúng ta nghỉ ở đây. Cô đẩy video bài tập lên nhóm sau. Cô chào các con.